vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý sau đây. Tin nóng, lộ hàng loạt bằng chứng đanh thép chứng minh hoạt động bành trướng của Trung Quốc đe dọa hệ sinh thái ở Biển Đông. Mỹ mạnh tay trừng phạt hai người con của tướng đứng sau đảo chính Myanmar. Thứ trưởng Quốc phòng Canada lên tiếng tố Trung Quốc phàm ăn tài nguyên. Trung Quốc bức xúc tố Mỹ thổi phồng vấn đề Đài Loan để tăng ngân sách quốc phòng. Mỹ lo ngại bị tin tặc Nga-Trung Quốc liên thủ đối phó. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, lộ hàng loạt bằng chứng đanh thép chứng minh hoạt động bành trướng của Trung Quốc đe dọa hệ sinh thái ở biển Đông. Đài ANI mới đây dẫn báo cáo của quỹ nghiên cứu Observer, RF Ấn Độ cho rằng, sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở biển Đông đang đẩy hệ sinh thái biển trong khu vực đến bờ vực suy sụp. Hoạt động xây dựng trên các đảo chiếm đóng phi pháp cùng với hoạt động khoan dầu khí đánh bắt quá mức của Trung Quốc đang hủy diệt các dạng san hô và sinh vật biển, đe dọa an ninh lực lượng và năng lượng đối với các nước ven bờ. Báo cáo của hai chuyên gia Parat Nasri Basu và Adria Chaturvedi phân tích về Biển Đông và nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết của vùng biển này đối với toàn khu vực. Theo đó, hệ sinh thái ở Biển Đông vốn đã chịu áp lực khi là một trong những tuyến hàng hải quốc tế đông đúc nhất lại còn phải chịu thêm tình trạng đánh bắt quá mức, khai thác chai, nạo vét và xây dựng các đảo nhân tạo và kỹ thuật thủy lực cắt phá của Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiệt độ ở biển tăng và mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đe dọa gây ra thiệt hại lâu dài. Với Trung Quốc, hải sản có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, lương thực cho dân số đông đúc. Ước tính đến năm 2030, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc sẽ tiêu thụ 38% lượng thủy hải sản toàn cầu. Tình trạng đánh bắt quá mức cùng với việc đánh bắt phi pháp, thiếu quy định đã dẫn đến việc sụt giảm nguồn thủy sản tại các khu vực ven bờ. Trung Quốc đã mất phân nửa diện tích vùng đất ngập nước ven bờ, 57% diện tích rừng nước, 80% dạng san hô trong vùng đặc quyến kinh tế. Trong khi đó, đây là môi trường để các loài thủy sản sinh sống và tìm thức ăn. Bên cạnh đó, ngư dân Trung Quốc còn di chuyển xa và sâu hơn, sử dụng thuốc nổ và hóa chất để đánh bắt làm thiệt hại đối với sinh vật biển. Báo cáo cho rằng việc Trung Quốc ra yêu sách chủ quyền đường chín đoạn và ngang nhiên bồi đắp các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xây dựng phi pháp các cảng đường băng, cơ sở quân sự đã dẫn đến việc hủy diệt các dạng san hô. Trong phần kết luận báo cáo nêu rõ rằng nhiều nước Đông Nam Á đã thành lập các tổ chức khu vực nhằm quản lý nguồn lợi hải sản ở biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối tham gia các nỗ lực đó, khiến khả năng hợp tác trong tương lai thêm ảm đạm. Tin tiếp theo, Mỹ mạnh tay trừng phạt hai người con của tướng đứng sau đảo chính Myanmar. Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã đưa vào danh sách đen Aung Peadon và Khin Thierry Tetmon, hai người con đã trưởng thành của thống tướng Min Aung Hlaing. Danh sách hạn chế cũng được kéo dài với 6 công ty mà hai người này kiểm soát. Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, hiện là người đứng đầu Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar. Cơ quan này đã được thành lập ngày 2 tháng 2 sau cuộc binh biến lật đổ chính quyền dân sự của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Theo hãng tin Reuters, việc hai người con của ông Min Aung Hlaing bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen, đồng nghĩa tài sản của họ ở Mỹ nếu có sẽ bị đóng băng. Các giao dịch giữa người Mỹ và hai cá nhân này và sáu công ty do họ kiểm soát cũng bị cấm. Trong một tuyên bố riêng sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Washington sẽ có thêm các hành động với chính quyền quân sự Myanmar, đồng thời lên án việc bắt giữ hơn 1.700 người. Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các hành động chống lại những người chủ mưu bạo lực, chấn áp ý chí của nhân dân, Reuters dẫn lời của ông Blinken nhấn mạnh. Trong số các công ty bị Mỹ trừng phạt có A&M Mahar do Aung Pison điều hành, theo Công lý cho Myanmar, một nhóm hoạt động phản đối quân đội Myanmar, các công ty dược phẩm nước ngoài muốn tiếp cận thị trường Myanmar đều phải nhờ chìa khóa AIN Maha. Ông ta đã lạm dụng quyền lực để làm lợi cho gia đình mình. Nhóm Công lý cho Myanmar cáo buộc hồi tháng 1 năm 2021, ông John Simpson, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, ca ngợi động thái của Bộ Tài chính Mỹ vì đã đánh trực tiếp vào sự giàu có của tướng Min Aung Hlaing, nhưng kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn đây không phải là loại hành động trừng phạt mà chúng tôi tin rằng sẽ dẫn đến thay đổi hành vi chúng tôi khuyến nghị mỹ tập trung vào các nguồn thu lớn hơn nhiều và nếu cắt bỏ sẽ gây đau đớn hơn nhiều cho quân đội myanmar với tư cách là một tổ chức ông shipton nêu quan điểm Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar Economic Corporation MEC và Myanmar Economic Holdings Limited MEHL, hai trong số những tập đoàn được quân đội sử dụng để kiểm soát nền kinh tế rộng lớn của đất nước, theo Reuters. Tin tiếp theo, Thứ trưởng Quốc phòng Canada lên tiếng tố Trung Quốc, phàm ăn tài nguyên. Tờ The Global and Mail mới đây dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Canada Jody Thomas cảnh báo rằng Trung Quốc là mối đe dọa gia tăng ở Bắc Cực vì tính phàm ăn tài nguyên thiên nhiên. Phát biểu thẳng thường này được đưa ra tại Hội nghị An ninh và Quốc phòng Ottawa diễn ra từ 10 đến 12 tháng 3. Theo Thứ trưởng Thomas, Bắc Kinh đang chú ý đến khu vực hành lang Tây Bắc của Canada vì băng tan mở ra các tuyến đường biển ở Bắc Cực, thuận lợi đối với hoạt động tàu thuyền và khai thác tài nguyên như hải sản, dầu khí và các khoáng sản quan trọng. Trước đó hôm ngày 9 tháng 2, Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Canada Davis Vignon đã cáo buộc Trung Quốc có ý đồ đánh cắp thông tin mật và có chiến dịch hăm dọa cộng đồng người Hoa, tạo mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng đối với Canada, theo Reuters. Ông Vino cho rằng, hành động thù địch từ các phần liên quan nhà nước nhằm tìm cách lấy các bí mật kinh doanh và dữ liệu nhạy cảm tạo ra mối nguy hiểm đáng kể đối với sự thịnh vượng và chủ quyền của Canada và chỉ đích danh Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược tìm kiếm lợi thế địa chính trị trên mọi mặt trận kinh tế, công nghệ, chính trị, quân sự để thực hiện các hoạt động mang tính đe dọa trực tiếp đối với an ninh và chủ quyền của Canada. Ông có cảnh báo các ngành như trí tuệ nhân tạo, y tế, dược phẩm, sinh học, máy tính lượng tử, công nghệ đại dương, không gian vũ trụ có nguy cơ bị tin tặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc tấn công. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc đánh cắp bí mật. Tin tiếp theo, Trung Quốc bức xúc tố Mỹ thổi phồng vấn đề Đài Loan để tăng ngân sách quốc phòng. Thưa quý vị, trong buổi họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, người Mỹ tiếp tục lợi dụng vấn đề Đài Loan để thổi phồng mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, theo AP, Thực chất đây là việc Mỹ làm để kiếm cớ tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng lực lượng và can thiệp vào các vấn đề của khu vực, ông Triệu nói. Tuyên bố được đưa ra sau khi chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Indo Pakom, đô đốc Philip Davidson cảnh báo Trung Quốc có thể xâm chiếm Đài Loan trong vòng 6 năm tới, dưới lúc Bắc Kinh theo đuổi tham vọng đánh bật sức ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á. Tôi lo ngại Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng thay thế Mỹ và vai trò lãnh đạo của chúng ta trong trật tự quốc tế dựa trên luật lệ vào năm 2050. Đài Loan rõ ràng là một trong những tham vọng của Bắc Kinh. Tôi nghĩ rằng mối đe dọa này hiển hiện trong thập niên này và trên thực tế là trong 6 năm tới. Ông Davidson nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 9 tháng 3. Bên cạnh đó, ông cho biết quân đội Mỹ đề nghị quốc hội ủng hộ việc tăng cường vũ khí phòng thủ, triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore đến đảo Guam để bảo vệ đảo chiến lược trên Thái Bình Dương trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông Davidson còn cảnh báo Trung Quốc sẽ trả giá đắt nếu phóng tên lửa tấn công đảo chiến lược này. Đề xuất về Ashore của ông Davidson là một phần của sáng kiến phòng thủ Thái Bình Dương, dự kiến yêu cầu ngân sách quốc phòng 4,6 tỷ đô trong năm tài chính 2020, 27 tỷ đô trong 5 năm tới. Lầu Năm Góc đã nhiều lần xác định Trung Quốc là mối đe dọa và chính Tổng thống Joe Biden xem Trung Quốc là đối thủ đáng gờm nhất. Trước đó chính phủ ông Biden cũng nhấn mạnh cam kết hỗ trợ của Mỹ đối với Đài Loan là vững chắc, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt gây sức ép với Đài Loan. Trong một động thái chưa từng có kể từ năm 1979, bà Tiêu Mỹ cầm đại diện của Đài Loan tại Mỹ đã được chính thức mời tới dự lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20 tháng 1 tại thủ đô Washington DC. Bà Tiêu thực tế có thể xem là người mang trách nhiệm của một đại sứ. Lâu nay, Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, chờ thống nhất và không loại trừ khả năng dùng vũ lực. Bắc Kinh nhiều lần phản đối với Washington ngày càng xích gần với Đài Loan và tăng cường bán vũ khí cho vùng lãnh thổ này. Tin tiếp theo, Mỹ lo ngại bị tin tặc Nga-Trung Quốc liên thủ đối phó Thưa quý vị, ngay khi chuẩn bị đáp trả Nga liên quan cáo buộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan doanh nghiệp được phát hiện vào cuối năm ngoái, Mỹ đối diện với đợt tấn công mới dẫn đến câu hỏi có nên trả đũa thêm một đối thủ khác là Trung Quốc hay không? Những đòn ứng phó tiếp theo dự kiến định hình chiến lược của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh chiến tranh mạng đang ngày càng nóng. Trả đũa Nga Hồi tháng 12 năm 2020, công ty an ninh mạng FireEye phát hiện tin tặc Nga xâm nhập vào nhiều hệ thống máy tính dùng phần mềm của công ty SolarWinds Mỹ khắp thế giới, bao gồm 100 công ty, chính cơ quan chính phủ ở Mỹ. Ông Brad Smith, chủ tịch Microsoft nhấn mạnh chỉ có tình báo Nga mới có thể xâm nhập cấy phần mềm mã độc vào SolarWinds dù Nga luôn bác bỏ cáo buộc. Theo tờ The New York Times, giới chức Mỹ cho hay Washington sẽ có động thái lớn trong vòng 3 tuần tới với hàng loạt hành động bí mật nhằm vào các mạng lưới của Nga. Dự kiến các hành động đó chỉ lộ ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng quân đội và giới tình báo nước này mà các nước khác không biết được. Bên cạnh đó, Mỹ có thể áp đặt thêm các lệnh cấm vận kinh tế và Tổng thống Biden có thể ký xác lệnh nhằm tăng cường bảo vệ các hệ thống của chính quyền liên bang. Nguy cơ từ Trung Quốc về vấn đề ứng phó tấn công mạng ngày càng cấp bách, khi Nhà Trắng Lầu Năm Góc giới tình báo Mỹ phát hiện một nhóm gián điệp mạng Trung Quốc có thể thâm nhập các tài khoản email bằng cách sử dụng lỗ hổng mới được phát hiện trong phần mềm máy chủ email của tập đoàn Microsoft. Hệ thống email được sử dụng rộng rãi bởi chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhỏ và một số nhà thầu quân sự quan trọng ở Mỹ. Ước tính sơ bộ có khoảng 60.000 hệ thống bị ảnh hưởng, phần lớn được vận hành bởi các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Microsoft gọi nhóm này là Hafnium, mô tả đó là tổ chức gián điệp được Bắc Kinh hậu thuẫn, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc dù Bắc Kinh cáo bỏ cáo buộc này. Chính phủ Mỹ chưa công khai chỉ trích bên nào chịu trách nhiệm vụ tấn công, nhưng Nhà Trắng và Microsoft đang lo ngại thủ đoạn này chỉ là tiền đề cho hành động phá hoại nhiều hơn, chẳng hạn như thay đổi hoặc xóa dữ liệu. Nhà Trắng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tình hình qua thông cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm ngày 7 tháng 3. Nhà Trắng đang tiến hành ứng phó toàn chính phủ để đánh giá và xem xét tác động, theo thông cáo. Chiến dịch ứng phó được phụ trách bởi bà Annie Noberger, cựu quan chức cấp cao tại Cơ quan An ninh Quốc gia, hiện giữ chức vụ vừa được đặt ra, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về mạng và các công nghệ mới nổi. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jay Sullivan cho rằng những lệnh cấm vận truyền thống không đủ gây thiệt hại để các thế lực như Nga và Trung Quốc có thể bắt đầu đối thoại với quy định mới nhằm mở đường cho không gian mạng an toàn. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lo ngại việc phản ứng quá mạnh sẽ khiến các nguy cơ Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h.